Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền A Dấp Nguyễn. Mình rất vui khi gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt mẫu áo kiểu của nữ. Và với kiểu áo này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trên chất liệu vải von. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cắt hoàn chỉnh mẫu áo này nhé. Số đo của mình: dài áo 59, rộng vai 37, vòng ngực 85, vòng bụng 73 và vòng mông 96. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt trên giấy trước, xong mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt lên vải. Dài áo của mình 59, các bạn cộng cho mình 3,5 là bằng 62,5. Các bạn đóng sang đây cho mình 62,5 này. Lấy luôn rộng ngang gấu giúp mình nhé. Ngang cổ các bạn để cho mình 12. Hạ cổ để 7 cho mình. Sau đó các bạn đánh vào đây này. Là mình được họng cổ thân sau này. Hạ xuôi vai giúp mình 3,5. Rộng vai của mình 37, các bạn chia 2 cho mình. Vòng 18,5. Các bạn sẽ để 18,5 cho mình. Không cần trừ nhé. Để khi mình may lên mình còn gập vào và gập tiếp vào nhé. Đoạn ngang cổ các bạn chia đôi. Sẽ lối giúp mình từ đường rộng ngang vai lên. Đường ngang cổ này. Vòng ngực của mình 85, các bạn chia 4 thì bằng 21. 21 các bạn cộng cho mình 1 cm bằng 22. Hạ eo cho mình 35. Lối sang đây cho mình cũng hạ ngực 22. Hạ eo 35 cho mình. Lối giúp mình đường rộng ngang ngực. Rộng ngang eo cho mình. Tính giúp mình đường rộng ngang ngực. Vòng ngực của mình 85, các bạn chia 4 thì bằng 21. 21 các bạn cộng cho mình 3 cm rồi bằng 24 nhé. Rộng ngang ngực của mình bằng 24. Tính vào lách giúp mình luôn. Vào lách các bạn tính giúp mình theo công thức bằng 1/10 vòng ngực nhân với 2. 85 các bạn nhân với 2 bằng 17. Các bạn để 17 cm cho mình. Sau đó các bạn nối giúp mình từ đường rộng ngang vai xuống đường hạ ngực. Đường hạ ngực các bạn chia đôi, nối cho mình xuống đường ngang ngực này. Đường chéo các bạn chia đôi, nối về cho mình. Cái đoạn này các bạn sẽ phải đánh giúp mình vào 0,7 này. Tính giúp mình đường rộng ngang eo nhé. Vòng bụng của mình 73, các bạn chia 4 thì bằng 18,5. 18,5 các bạn cộng cho mình 3,5 là bằng 22 nhé. Rộng ngang eo các bạn lấy 22 cho mình. Rộng ngang gấu các bạn tính rộng ngang gấu giúp mình nhé. Vòng mông của mình 96, các bạn chia 4 thì bằng 24. 24 các bạn cộng cho mình 5 cm, cộng 5 bằng 29 này. Lối cho mình từ đường rộng ngang gấu lên đường ngang eo. Từ ngang eo lên ngang ngực cho mình. Đoạn này các bạn sẽ đánh ra cho mình tầm 1 cm để cho cái đường sườn của mình nó thoát nhé.
Gấu bạn đang giúp mình 2 cm. Vậy là mình đã dẫn các bạn vẽ xong thân sau của áo nhé. Các bạn cắt giúp mình hơi đồng phấn mà. Bạn cắt xong thân trước giúp mình nhé. Để cắt thân trước các bạn đặt thân sau lên. Sang dấu lại giúp mình cái đường rộng ngang ngực này thôi nhé. Còn phần thân dưới các bạn cắt cho mình theo dưỡng là được. Các bạn cắt luôn phần thân dưới cho mình. Nối luôn giúp mình cái đường rộng ngang ngực này nhá. Và đo hộ mình đường vào lách này. Nếu vào lách thân sau của mình là 17 thì vào lách thân trước của mình các bạn sẽ trừ cho mình 1 cm, gần bằng 16 nhá. Hạ lách cho mình vẫn bằng 22 là bằng thân sau này. Rộng ngang cổ các bạn để 12 bằng thân sau nhé. Hạ cổ các bạn để cho mình 12. Đến 13 mình sẽ để 13. Sau đó các bạn lối giúp mình từ đường hạ cổ lên đường ngang cổ này. Lối giúp mình từ đường ngang cổ xuống đường hạ cổ ta được đường chéo này nhé. Các bạn chia đôi đường chéo này ra. Lối xuống giúp mình. Và lấy cho mình 1/2. Là mình được họng cổ thân trước. Hạ xuôi vai giúp mình 4 cm. Phần ngang cổ các bạn chia 2 này. Rộng ngang vai của mình vẫn 18,5 bằng thân sau nhé. Sau đó các bạn nối lấy cho mình. Lối giúp mình từ đường rộng ngang vai xuống đường vào lách này. Đường hạ ngực để các bạn chia đôi. Lối vào cho mình. Đường lách là các bạn chia đôi nhé. Đợt này các bạn sẽ đánh vào cho mình 0,7. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn vẽ xong thân trước của áo. Các bạn cắt giúp mình. Và khi cắt cái vải von các bạn lưu ý giúp mình nhé. Các bạn sẽ xé ra mình à. Thẳng canh vải nhé. Thì
Thì khi mình đặt lên gấu nó không bị vặn gấu nhé. Thì mình may với dễ được nhé. Các bạn sẽ đặt dưỡng lên này. Mình sẽ cắt luôn nhé. Đoạn nào mình không cắt được thì mình sẽ vẽ nhé. Đoạn lách thì các bạn vẽ cho mình. Vẽ xong rồi các bạn sẽ đặt cái thước lên nhé. Để mình giữ nó không bị xê lệch vải này. Vẽ xong thân sau các bạn vẽ sang thân trước cho mình. Các bạn làm thẳng canh cho mình nhé. Sau đó các bạn đặt thân trước lên rồi cắt cho mình. Vòng lách các bạn và vòng cổ các bạn vẽ ra. Mình cắt thì nó dễ hơn nhé. Đặt giúp mình cái thước lên. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn vẽ xong thân trước và thân sau của áo. Các bạn cắt dây viền cho mình. Để cắt viền lách và viền cổ nhé. Các bạn nên chọn cho mình vải giãn này. Thì khi mình viền nó mới ôm được nhé. Riêng dây viền các bạn cắt ngang vải cho mình. Các bạn cắt cho mình rộng dây viền là 4 cm nhé. Và cái dây viền này các bạn sẽ viền vừa và lách vừa cổ cho mình. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cắt xong áo kiểu của lữ bằng vải von. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Chúc tất cả các bạn cắt và may thành công. Chào các bạn.